Ê. Nổi ba ngày. Hello các bạn nha, mình bắt được con mình rạch vàng đầu đàn luôn các bạn. Thai lông bóng lộng luôn, còn trống đầu đàn luôn. Nhưng mà do mình không có thời gian để thần mấy con bói này, mấy con bói này rất là hay nè. Nên mình phải thả thôi. Chim gì trời, chim kìa. À, bay rồi, chắc mẹ không biết chạy dạng thấy được bay đâu, mất tiêu rồi. Nó bay lên cây mảng cầu con rồi. Ừ, nha. Chào các bạn, thì hôm nay tình cờ mình bắt được cái con này các bạn. Theo tìm hiểu mình biết nó là chim chẩu đầu nâu, đầu hung. À, mình thấy cũng trên mạng mình tham khảo thấy cũng có bạn nuôi, nhưng mà mình nghĩ loại này cũng khó nuôi các bạn. À, mới bắt mình để đây mình thấy nó cũng yếu rồi, cho nên mình sẽ thả nó thôi. À, nhìn đều có cái nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Đây, thế mình biết cái loại chim này là làm ổ dưới đất nè. Nó đào hang cái mỏ dài này, đào hang rất là giỏi. Ta đi nghe con. Nhìn cánh đuôi rất là đẹp đó. Nhìn cánh nè. Chim này nó trao luyện trên bầu trời nhìn rất là đẹp. À, còn có tên khác là chim ăn ong. À, đi được con. À, nó bay các bạn. À đây đây mình bắt được một con nữa các bạn. Đây, nó bay vô lưới. Đây là cũng là loại chẩu chẩu đầu hung nữa các bạn. Con này con chim chiền này, cái đầu nó chưa có vàng. Nhìn rất là đẹp các bạn. Nhưng mà loại này mình thấy cũng ít có ai nuôi. Mà nuôi muốn nuôi sống cũng khó, tại vì nó bắt mồi nó bay lượn ở trên không không à, dưới nó chiên một ăn ong. Là mình không có nuôi được mấy loại này đâu, nuôi chết tội, cho nên mình thả luôn. Rồi, bay nha. Rồi bay rồi. Rồi mình còn một con nữa các bạn. Đây cái anh này là ảnh chiên đi tìm vịt. Cái con mà các bạn thấy mà kêu ký 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 là nó đó. Đây nó cũng dòng họ với tu hú các bạn. Con này đang thai lông. Con này nuôi được các bạn, nuôi dễ nuôi lắm. Nó ăn sâu dế vào cám dễ lắm các bạn. Có một cái mình thấy cũng có người nuôi, tại vì nó dễ nuôi dễ sống, ăn gì cũng được.
Có một cái nó tiếng kêu nó không hay, cho nên không ai nuôi nó. Nuôi làm cảnh thì được, chứ nuôi hót thì thua rồi, nó không có hót hò gì đâu. Rồi, vậy cũng tiễn lên đường luôn nha. À, có bay không? Rồi, nó bay luôn rồi. Giục mạnh ra ngoài á. Đây là em bố cá các bạn, bố cá mà mỏ xả mà loại lớn đó, mà con này là con non giờ đâu á, hết sức bự rồi. Con này chắc mới chui trong hang ra quá. Này, nó mắc lưới các bạn, đi nghe rồi, cầu cho mau hết dịch mới được. Ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu cho mau hết dịch. Nam mô A Di Đà Phật. Hello chào các bạn. Thì đây là con chim chích sậy các bạn. Chim chích sậy mình bắt cũng mình nuôi cách nay cũng hơn 2 tháng rồi các bạn. Thì mình hôm nay nó rất dạng ngừ và cũng thuần, mình bắt được 2 con nhưng mình nuôi chết hết 1 con các bạn. Hiện giờ nó cũng rất là thuần, nó cũng dạng các bạn thấy nè. Nhưng mà mình thấy nó tội nghiệp quá à. Nó dạng nhưng mà mình không nghe nó hót các bạn. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ trả tự do cho em của nó. Và như vậy mình sẽ thả nó, mặc dù là đuôi nó ngắn nhưng mà thực tế cánh nó đầy đủ các bạn. Hôm trước có 1 lần nó xảy ra rồi nhưng mà nó vẫn ở vòng vòng đây, cho nên mình bắt lại, mình bỏ đây mình nuôi. Mình thấy trên clip trên mạng nó hót rất là hay. Nhưng mà mình dự định nuôi đến lúc nó thai lông các bạn. Đến lúc nó thai lông có lẽ là nó sẽ dạng ngừ nó hót. Nhưng mà chắc mình không có đợi nó được, chứ mình thấy nó sống cực tội quá. Thôi hôm nay mình quyết định thả nó. Giá lại dịch bệnh nhiều các bạn, cho nên mình chim mình hổm gà mình cũng thả bớt. Giờ mình bắt nó ra đây. Do dịch bệnh nên các bạn mua thức ăn đồ mồi tươi cũng khó khăn lắm. Chim mình nuôi cũng nhiều, hôm trước giờ mình cũng thả nhiều các bạn. Có một số thì mình bẫy được, mình không nuôi mình thả, có số người ta cho mình. Người ta đem là người ta cho mình. Có số mình đang nuôi mình cũng thả luôn các bạn. Do một số em là không có mồi tươi, mình thấy nó sống không có tốt. Hơn 2 tháng nay rồi nó không có mồi tươi các bạn. Cho nên rất là lâu lâu mới mua được vài con sâu thôi. Em này cũng sắp thai lông nè. Mình thấy trên mạng người ta nuôi nó hót cũng rất là hay các bạn. Hay lắm, hót nhiều lắm. Nhưng mà mình thấy em nó sống cực, với đợi nó tới thai lông lâu quá thôi, mình giờ quyết định thả nó. Mình trả tự do cho nó, giả lại coi như là mình thả một số chim để phóng sanh đi. Mình không dám nói nhưng có thể mình trong lòng mình cũng muốn phóng sanh để cầu mong sao dịch mau hết các bạn. Coi như mình làm một cái chuyện cho nó gọi là muốn làm. Giờ mình thả đây, mình thả lên trên đây nè các bạn. Nó hôm trước nó xảy nó không có đi nè. Hôm nay mình thả thử coi đi không nè. Rồi nè, đi đi. Thấy các bạn thấy không? Nó không có đi. Đó, mình thấy cưng quá rồi mình bắt lại. Rồi lên cây các bạn. Vậy đó, nhưng mà nếu mà mình cầm con sâu có thể là mình kêu nó xuống các bạn. À, hy vọng chuyến này là nó sẽ đi luôn. Đây là loại chích sậy mà loại lớn các bạn, cho nên là
Mình cũng chưa nuôi bao giờ, mình dự định là sẽ nuôi trải nghiệm, nhưng mà thôi giờ trả nó về với thiên nhiên đi. Giờ ra ngoài chắc nó sẽ mừng hơn. Tạm thời cái clip thả chim của mình tới đây tạm thời kết thúc đây các bạn. Chúc toàn thể cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ, thành đạt. Và ai cũng vượt qua đại dịch một cách mà khỏe mạnh, an toàn. Chào tạm biệt.